kết quả Morocco 1, không bồ đào nha, thêm một cú sốc. Morocco đã loại Tây Ban Nha ở vòng 1 phần 8. Và họ tiếp tục tạo ra một cơn địa chấn nữa ở World Cup 2022 khi loại nốt cả bồ đào nha ở vòng tứ kết với chiến thắng 1, 0 Morocco đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên giành vé vào chơi ở bán kết tại một kỳ World Cup. Bàn thắng. Morocco, NSC, 42. Thẻ đỏ. Morocco, Chedira, 90. Morocco đã tạo ra cơn địa chấn ở vòng 1 phần 8 khi loại ứng viên vô địch Tây Ban Nha. Người Bồ Đào Nha hiểu điều này. Thế nên họ dành cho đối thủ sự tôn trọng rất lớn. Huấn luyện viên Fernando Santos cũng giữ nguyên đội hình từng đánh bại Thụy Sĩ 6, 1 ở vòng 1 phần 8 để đối đầu với Morocco. Đúng như dự đoán, đại diện châu Phi vẫn nhập cuộc như cách họ vừa đá với Tây Ban Nha. Morocco chủ động lùi sâu đội hình, tạo ra dàn phòng ngự hai lớp với cự ly đội hình được giữ rất tốt. Khoảng cách giữa các tuyến của Morocco luôn được đảm bảo và điều này tạo ra rất nhiều khó khăn cho Bồ Đào Nha trong việc tìm đường vào khung thành Bunu. Tuy nhiên, ít ra nhà vô địch châu Âu năm 2016 cũng không đến nỗi bế tắc như Tây Ban Nha trong trận đấu trước. Trong hiệp 1, Bồ Đào Nha vẫn tạo ra những cơ hội của riêng họ và hầu hết đều thuộc về Hao Felix. Ngay phút thứ năm, Felix đã có cơ hội dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn của Morocco. Phút 31, Felix có bóng sát vòng cấm và ngay lập tức thực hiện cú vút bóng. Rất tiếc cho Felix khi sau khi bóng đổi hướng thì đã đi vọt xà ngang. Phút 39, Bồ Đào Nha có cơ hội ngon ăn nhất từ đầu trận và lại là Felix bỏ lỡ. Anh nhận quả căng ngang ở trong vòng cấm nhưng cú sút lại đưa bóng đi lên trời. Cầm bóng nhiều, có cơ hội mà không tận dụng được, Bồ Đào Nha lập tức phải trả giá. Phút 42, sau pha phản công nhanh sở trường, NSC đã tận dụng sai lầm của thủ thành Costa để đánh đầu chính xác, bất ngờ ghi bàn mở tỷ số cho Morocco. Bị một đối thủ chơi phòng ngự siêu chắc chắn như Morocco dẫn trước càng khiến Bồ Đào Nha gặp nhiều khó khăn hơn. Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Santos có hai thay đổi để tăng cường khả năng tấn công khi tung vào sân Ronaldo và Cancelo. Trong khi đó, Morocco lại tổn thất nghiêm trọng khi trung vệ đội trưởng Romai Saiz dính chấn thương phải rời sân phút 57. Cũng từ lúc đó, rất nhiều cơ hội ngon ăn đã được Bồ Đào Nha tạo ra. Tuy nhiên, Ramos rồi Bruno Fernandes đều bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc. Trong những lần hiếm hoi dứt điểm chính xác của Felix thì thủ thành Bruno lại xuất sắc cứu thua. Tỷ số 1 không được Morocco giữ tới hết trận. Như vậy, Morocco lại tạo ra thêm một cú sốc nữa ở World Cup khi loại cả Bồ Đào Nha. Họ đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng bán kết một kỳ World Cup. Về phía Bồ Đào Nha, đây là thất bại tâm phục khẩu phục. Ronaldo đã có lời chia tay buồn với kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp mình. Đội hình thi đấu Morocco vs Bồ Đào Nha. Morocco, Bunu, Hakimi, Saiz, Dari, 57, El -Yamik, Ala Onahi, Amabat, Amala, Chedira, 65, Yai S, Abu Khan, 82, En-nesi, Benao, 65, Bufan, Yabran, 82. Bồ Đào Nha, Costa, Diogo Dalot, Horta, 79, Pepe, Diak, Guerrero, Cancelo, 51, Bernardo Silva, Neves, Ronaldo, 51, Otavio, Vitinha, 69, Bruno Fernandes, Goncalo Ramos, Liu, 69 Felix